Đây là kỷ niệm tuổi thơ của ba. Mẹ ăn với con đi mẹ. Bà nội luôn nhường hết những gì tốt nhất cho mọi người. Cháu tặng bà nè. Cô con bò cười để nhận ngay bao lì xì đỏ, thẻ lời chúc độc đáo và cơ hội trúng phô mai hoặc trúng vàng may mắn. Năm mới, con chúc cả nhà cùng với con bò cười. Giờ mẹ có thể thưởng thức những gì mà mẹ đã luôn nhường cho chúng con. Cười với con bò cười, cười cho người may mắn.